chúng con thể xác cũng như tâm hồn. Xin cứu chữa con lạy Chúa, để con đường chữa lành. Xin cứu thoát con lạy Chúa, vì vinh dự con chính là Ngài. Lạy Chúa, xin chữa lành chúng con, xin chữa lành chúng con thể xác cũng như tâm hồn. Khi gặp bước ngặt nghèo, con kêu lên cùng Chúa, thì Chúa đã ra tay cứu con thoát ngàn nỗi gian truân. Sai lời Chúa đến chữa cho lành mạnh. Linh hồn tôi ơi, hãy chung tùng Chúa, chớ ca quên ân huệ Chúa ban. Chúa tha cho con muôn ngàn tội lỗi, thương chưa lành căn bệnh tận con. Lạy Chúa, xin chữa lành chúng con, xin chữa lành chúng con thể xác cũng như tâm hồn. Lạy Chúa Giêsu, dù lòng thương xót chúng con, xin Ngài chỉ phán một lời thì con đây đường chữa lành. Lạy Chúa, xin chữa lành chúng con, xin chữa lành chúng con thể xác cũng như tâm hồn. Lạy Chúa, xin chữa lành chúng con, xin chữa lành chúng con thể xác cũng như tâm. Dâng lời cảm tạ Chúa ơi, trong tay yêu thương của Chúa ấm u, sống do không làm con thấy lo âu. Vì Chúa luôn che chở con, và lòng Ngài xót thương quan phòng. Nguyện cầu tới Chúa ban xuống ơn an bình, con luôn mong Ngài xót thương. Chỉ cần tình yêu bao tôi
luôn ở đây, cho con luôn kiên vững an đoàn con đau đớn với biết bao nỗi khổ trong cơn đại dịch này, Chúa ơi. Bao nhiêu tha nhân đang ngày đêm hãi hùng, sống chết với bệnh sao quá đau thương. Chúa xin chữa lành con, cuộc đời này phó dâng nơi Ngài. Nguyện cầu tới Chúa ban xuống ơn an bình, con luôn mong Ngài xót tình yêu của Chúa ở đây, bao phong ba hai hùng cũng không sợ. Chỉ cần tình yêu luôn ở nơi Chúa, con không lo sợ chi bao. Đoàn con thiết tha kêu cầu,
loài người thương đau. Mẹ ơi cứu giúp chúng con, nguyện mẹ yêu thương chờ che an ủi nâng đỡ những bệnh nhân hồn xác tháng ngày heo hòn. Lạy mẹ nhân ái xin thương xót chúng con khôn cùng. Lạy mẹ nhân ái xin gìn giữ chúng con an bình. Nguyện mẹ yêu thương đoàn con còn bao lỗi tội. Xin mẹ yêu thương cầu Chúa chữa lành chúng con. Phó dâng nơi mẹ trọn vẹn tương lai ngày mai dẫu có ra sao. Một lòng tin yêu thành tâm tin tưởng nơi Chúa. Xin mẹ dạy con học biết sống đời phó dâng. Lạy mẹ nhân ai xin thương xót chúng con khôn cùng. Xin mẹ lạy mẹ nhân ai xin gìn giữ chúng con an bình. Nguyện mẹ yêu thương đoàn con còn bao lỗi tội. Xin mẹ yêu thương cầu Chúa chữa lành chúng con. Lạy mẹ vô nhiễm nguyện thương đến các linh mục. Nguyện mẹ ban ơn xả thân dám sống hy sinh. Nguyện mẹ yêu thương và ban thêm lòng yêu mến can đảm hy sinh và mãi sống đời hiến dâng. Lạy mẹ nhân ái xin thương xót chúng con khôn cùng. Xin mẹ lạy mẹ nhân ái xin gìn giữ chúng con an bình. Nguyện mẹ yêu thương đoàn con còn bao lỗi tội. Xin mẹ yêu thương cầu Chúa chữa lành chúng con. Lạy mẹ nhân ái xin thương xót chúng con khôn cùng. Xin mẹ lạy mẹ nhân ái xin gìn giữ chúng con an bình. Nguyện mẹ yêu thương đoàn con còn bao lỗi tội. Xin mẹ yêu thương cầu Chúa chữa lành chúng con. Xin mẹ yêu thương cầu Chúa chữa lành chúng con. Thank you.
Thiên Chúa là Cha, Ngài là Đấng giàu lòng nhân hậu. Nay chúng con kêu cầu, xin Ngài thương xót nhìn thấu khắp nơi trên địa cầu, dịch bệnh ngày càng lan mau, bao nhiêu kẻ cơ cầu đau thương khôn cùng Chúa ơi. Lạy Thiên Chúa từ nhân, Ngài là Đấng tạo dựng gian trần. Nay thế gian nguy hại, đắm chìm trong cơn khốn khó, biết bao nhiêu thảm họa, bệnh dịch ngày càng lan nhanh. Trông lên Chúa nhân hiền, ra tay che chở chúng con. Vạn lạy Chúa, xin thương con cái của Ngài và thế giới mà Chúa đã tạo dựng nên. Ngài là Đấng xót thương, nhân hậu bao dung thứ tha, là Chúa cả trời đất, xin ngăn chặn thảm họa này. Vì ngoài mình Chúa ra thì có Ngài mới có thể cứu chúng con. Tình yêu, tình Ngài vẫn muôn đời vững bền. Xin xóa tan nghi ngờ, tình người cứu căng thở. Biết yêu thương nhau nhiều, đừng vì lời lộc xa hoa. Yêu như Chúa đã từng hy sinh cứu chuộc thế nhân. Vạn lạy Chúa, xin thương con cái của Ngài và thế giới mà Chúa đã tạo dựng nên. Ngài là Đấng xót thương, nhân hậu bao dung thứ tha, Chúa cả trời đất, xin ngăn chặn thảm họa này. Vì ngoài mình Chúa ra, chỉ có Ngài mới có thể cứu chúng con. Vạn lạy Chúa, xin thương con cái của Ngài và thế giới mà Chúa đã cả trời đất, xin ngăn chặn thảm họa này. Vì ngoài mình Chúa ra, chỉ có Ngài mới có thể cứu chúng con. Chỉ có Ngài mới có thể cứu chúng con.
ba ngôi toàn năng, chúng con hiệp nhau nguyện cầu lòng thiết tha nài xin Thiên Chúa cho cơn dịch bệnh chấm dứt. Lạy Thiên Chúa ba ngôi toàn năng, chúng con hiệp nhau nguyện cầu lòng thiết tha nài xin Thiên Chúa cho cơn dịch bệnh chấm dứt. Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin nhìn đến nhân loại khổ đau trong cơn dịch bệnh tràn lan khắp nơi. Xin cùng có đức tin đoàn con để lòng hoàn toàn tin thác vào tình yêu quan phòng của Cha. Chúa ba ngôi toàn năng, chúng con hiệp nhau nguyện cầu lòng thiết tha nài xin Thiên Chúa cho cơn dịch bệnh chấm dứt. Lạy Chúa Giêsu đấng cứu độ duy nhất vì lương y quyền năng, xin chữa lành các bệnh nhân và ủi an gia đình khó khăn. Xin cho lời nguyện khiêm tốn được chạm tới trái tim nhân lành, chưa cần gánh nặng khổ đau, tay Chúa ân cần đỡ nâng và chúng con nhận ra lòng xót thương. Lạy Thiên Chúa ba ngôi toàn năng, chúng con hiệp nhau nguyện cầu lòng thiết tha nài xin Thiên Chúa cho cơn dịch bệnh chấm dứt. Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin sáng soi trí lòng những vì hữu trách người có khả năng, sớm tìm ra phương thuốc chữa trị. Xin cho y bác sĩ sức mạnh của tình thương, lòng nhiệm thành quảng đại, tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. Lạy Thiên Chúa ba ngôi toàn năng, chúng con hiệp nhau nguyện cầu lòng thiết tha nài xin Thiên Chúa cho cơn dịch bệnh chấm dứt. Con xin trao vào đôi tay từ mẫu của mẹ Maria những lời khấn nguyện trong cơn đại nạn. Như lời Đức Mẹ truyền nhận lời chúng con, nhờ lời Đức Mẹ truyền cầu, xin Chúa nhận lời chúng con, nhờ lời Đức Mẹ truyền cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Amen.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con, chúng con đến với Cha trong cơn khốn khó để xin Cha gìn giữ khỏi virus Corona đang cướp đi bao sinh mạng và ảnh hưởng đến biết bao người. Chúng con xin Cha ban ơn cho những người đảm trách tìm hiểu bản chất và nguồn gốc của loài virus này, cùng dịch bệnh nó gây ra, cũng như sự bùng phát lây lan dữ dội của nó. Xin Cha dẫn dắt bàn tay và khối óc của các chuyên gia y tế để họ biết chăm sóc các bệnh nhân bằng khả năng và lòng nhân ái. Xin Cha hướng dẫn các chính phủ và cơ quan tư nhân có nhiệm vụ tìm ra phương dược và giải pháp cho nạn dịch này. Chúng con cầu cho những người đang đau khổ vì dịch bệnh, xin cho họ sớm phục hồi sức khỏe. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, cầu cho chúng con. Tông lành Thiên Thần Raphael, cầu cho chúng con. Thánh Rocco, cầu cho chúng con.